Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm món tôm tích rang me. Thì đây là tất cả các nguyên liệu mình chuẩn bị để làm món tôm tích. Ở đây mình có một ít tỏi ớt này, một ít đường này, gia vị thì thêm cũng có ít hành lêm và một ít bột ngọt. Đây là ít nước mắm nha. Cái tôm tích này thì mình mua chỗ này là 1,5 kg. 1,5 kg thì mình đã nhờ người ta bóc cho mình. Mình về mình không phải làm nữa. Còn đây là nước cốt me nhé. Rồi đã xong phần nguyên liệu. Bây giờ thì bắt đầu mình sẽ đi mình. Đầu tiên thì mình sẽ đập nhỏ tỏi với cả ớt ra. Bây giờ thì mình sẽ cho dầu vào chảo, sau đó thì đợi dầu sôi và mình sẽ cho cái tôm tích vào mình chiên giòn lên nhé. Mình sẽ chiên ở lửa nhỏ nhất để cho cái tôm tích này nó chín từ từ thì nó sẽ ngon hơn. Nếu mà mình chiên lửa to thì nó sẽ bị cháy. Thì cái món tôm của mình sẽ không được ngon.
Tôm tích sau khi đã chiên vàng, bây giờ thì mình sẽ vớt ra và mình cho vào cái giấy thấm dầu để cho nó thấm hết những cái dầu đi. Màu vàng rất là đẹp và ngon. Bây giờ thì mình sẽ đi mình phi thơm cái tỏi và cái ớt này lên để cho nó vàng lên. Sau đó thì mình sẽ cho các gia vị vào như là nước cốt me, hạt lêm, bột ngọt, đường. Và mình đun sôi lên để cho các gia vị để nó ngấm đều vào với nhau. Và sau khi đã các gia vị đã ngấm thì mình bắt đầu mình cho tôm vào. Mình cho tôm vào và mình đun ở lửa nhỏ nhất để cho nó thấm đều vào các con tôm nhé. Và mình đun đến khi nào cái nước nó sẽ sệt lại là được. Đơn giản dễ làm. Thank you.
đun tầm khoảng 5 phút là được nhé các bạn. Bây giờ món tôm tích của mình đã xong, bây giờ mình sẽ gắp ra đĩa. Món tôm tích của mình đã hoàn thành, rất ngon.